Hi, mình Mẹ Tân Thân xin chào mọi người nha. Đã tiếp tục kết nối thêm một cái video chị về môi thâm nha mọi người. Lại mình lên đây lại là chia sẻ về vấn đề môi bị thâm sau khi phun nha các bạn. Thì có nhiều bạn cứ nói là phun mình tự nhiên mình ức chế các bạn. Các bạn nói chứ các bạn bị phun tự nhiên các bạn đó vô bình luận ở dưới cái kênh của mình á thì mình cũng hơi bị ức chế, mà mình không phải mình binh, không phải là mình gọi là dùng cái từ gì ta, biện minh, không phải mình biện minh cho những người mình làm tóc nha các bạn. Trong đó mình có làm tóc nha, mình làm từ A tới Z luôn, mình khởi nghiệp của mình là làm tóc nha các bạn. Thì mình làm tóc cả hai mấy năm nay rồi, còn mình vô cái nghề phun xăm thì cả chục năm nay rồi. Thì nói chung là phun xăm mình cũng không phải nói là mình hay, nhưng mà mình thấy có bạn đó, những người mà vô người ta hỏi thì các bạn vô trả lời hỏi về môi thâm rồi tại sao vậy vậy, rồi các bạn thì vô trả lời sao không thì do tay nghề của những người, bạn hãy đến những nơi uy tín rồi những cái thẩm mỹ viện lớn rồi làm thì mới đẹp, còn vô chỗ mà không uy tín, ví dụ như vô mấy chỗ tiệm tóc đồ làm thì nó không ok, nó bị thâm đen là đúng rồi. Bạn ấy trả lời cho các bạn hỏi mới hỏi trong cái bình luận của mình là như vậy. Mình ức mọi người, ức xong ức lên đây liền, cho nên á mình lướt comment nó, mình đọc mấy cái comment đó thì mình không phải mình nói thiệt luôn, bây giờ rất nhiều bạn là nhiều người người ta làm đẹp phun xăm từ ở trong tiệm tóc ra rất nhiều luôn. Hồi xưa á thì không có tự gì, biết tại sao rất nhiều các bạn, thì nó cũng quá đơn giản các bạn, cái đó cũng quá đơn giản, không phải đụng dao kéo mổ xẻ. Mình là làm trên nhấn mí bán đồng tiền luôn nè, nhưng mà mình cũng không đụng dao, mình nói không đụng dao là cũng đúng, mình không có mổ xẻ dụng từ gì đó, mình chỉ rút chỉ thôi. Nhưng mà nó không có phức tạp như cái cắt mí, ví dụ như cắt mí này đối với mình, cắt mí mình thấy cũng rất đơn giản luôn mọi người, nhưng mà chẳng qua mình không học thôi. Thì có thì mình thấy như cắt mí thì đụng dao kéo rồi mổ xẻ thì nó còn ở trong những môi trường đó thì mình cần phải những cái nơi mà tuyệt trùng ha, đó có đó mình cần nên đi tới cái chỗ uy tín, chỗ mà cao cấp, cái chỗ mà người ta đủ thiết bị, đủ cái vệ sinh sạch sẽ. Còn những cái chỗ mà làm phun xăm á, các bạn đó nói chứ tại sao không, tại bạn không đi tới cái chỗ uy tín mà làm chi mấy cái chỗ tiệm tóc đồ thì môn mới thâm. Xin lỗi bạn nha, xin lỗi bạn, nhưng mình thấy mấy cái comment như vậy rồi mình mới lên đây mình nói. Thật sự các bạn đừng coi thường những người làm tóc. Bây giờ các bạn hỏi ra đi, rất có nhiều bạn làm từ tiệm tóc ra mà đẹp không lộng lẫy nữa so với những người nổi tiếng nữa thôi á. Đồng ý, có những bạn làm thì do những bạn đó mình nghĩ mới học nghề thôi, mình coi trên mạng thì mình thấy nhiều cái bó môi hay hoặc nhiều cặp lông mày làm thấy khủng khiếp thiệt, mình thấy khủng khiếp thiệt. Và không ai nói trên mạng, nhiều người khách mình đây nè, có con bé đó làm ở chỗ nổi tiếng kìa, 3-4 triệu cặp lông mày, ví dụ gì đi mày về đây mình xóa liền luôn mọi người, ví dụ gì đó mình thấy nó đơn giản đi, về đây mình phải xóa liền cái cặp lông mày đó. Ủa có đẹp đâu, người ta phải xóa liền luôn lập tức chứ không phải để 1-2 năm người ta mới xóa đâu. Ta tới đây mình làm liền, xóa liền luôn. Ủa lý do tại sao vậy? Ta làm chỗ nổi tiếng nó được gì không mọi người? Đâu phải cái chỗ làm tiệm tóc thì người ta làm nó xấu đâu cả nhà. Cái chị đó nói sai rồi nha, phun nước miếng xin lỗi mình đi à. Chứ còn không phải là xin lỗi mình, tại vì bạn ấy cũng không có nói gì được. Mình đi vô cái comment của mình, vô trong cái trang của mình thì mình mới lên tiếng. Thiệt luôn, bây giờ không phải mình đâu, những tiệm tóc làm phun xăm, ngành phun xăm này rất là nhiều luôn, chứ không phải là ít đâu mọi người. Hồi xưa thì nó chưa có rộ lên, người ta không có điều kiện đi học rồi là cho nên người ta cứ vô những cái chỗ mà quảng cáo, chào quảng cáo như mình, giờ mình quảng cáo đi, mình mà trúng số đi ha, mình mở cái tiệm lớn mình quảng cáo đi thì người ta tế mình ầm, mình nói thiệt luôn, chỉ cần mình quảng cáo thôi là hàng ngày nó chạy biết bao nhiêu lâu là quảng cáo, giống như là ở trên Facebook mọi người thấy đó, cả nhà thấy đó, thì nó cũng đi ầm thôi mọi người. Nói về môi thâm thì môi thâm tùy theo người thôi nha, mình lên đây mình lên đây là mình nói sương như vậy thôi. Về các bạn đó nói mình làm ở trong cái tiệm tóc là không an toàn nha mọi người, mình bao đẹp luôn đó mọi người, trong tiệm tóc chứ mình làm nè, trời ơi màu đẹp tự nhiên, làm cái gì cũng tự nhiên, không phải mình khoe nghề của mình, chứ mình sửa toàn là nhiều cái cặp lông mày khủng khiếp,
trên đời luôn. Mình nói thiệt luôn, mình nói đây là những cái mình đăng lên là thế nào, những vị khách trong Zalo mình biết, mình thiệt, mình tự tin mình nói luôn á. Chứ mà mò của mình nè mọi người, cả nhà thấy à, mà tự nhiên luôn đó cả nhà, không phấn không son, không son luôn á, không biến son nha. Đây là tự mình xử nha. Thứ nhất, thứ hai là mo mình đã bị hột gạo đó mọi người, mình làm đây mình cho nên mình không thấy hột gạo luôn mọi người, thấy mo bình thường luôn, không bị nó hột gạo á. Nhiều bạn bị nó hột gạo đi phun xong mình sẽ hết luôn nha đó. Vì nó hột gạo trắng trắng đó cả nhà, thì cái tình trạng mình nó hột gạo trắng trắng môi trên mình thấy rất nhiều người bị luôn á, chứ không phải riêng mình bị. Nhưng bây giờ có người phun xăm rồi cũng không thấy gì nha mọi người đó. Mình mặc một màu các bạn thấy tự nhiên không, mình không phải phe chứ. Đây là mình tự xử nè, mình tự xử là khó hơn khi mình làm cho người khác nữa đó mọi người. Tự mình đưa cái bút lên ngược cái này nè, mực đâu xuống đâu, cho nên mình làm rất là lâu, làm nó mực nó vô nhiều bằng khi mình làm cho khách, khách thì mình chút mực xuống đó là như vậy đó. Mà mình làm tự mình làm môi mình ra màu tự nhiên không có nhà. Thì nói chung là nói về tới môi thâm nãy giờ mình nói để chia sẻ gì có môi thâm mà. Thì mình chia sẻ sương sương tới đây, tới đây về kết thúc cái chuyện ấy là nãy giờ nha các bạn. Thì mình ít quá mình lên mình nói vậy thôi các bạn, bạn ấy cứ xem thử những chỗ tìm tóc tùy theo mọi người ơi, tùy theo. À mình thấy nhiều chỗ lớn làm cũng xấu như thường thôi, chứ không phải mà chỗ nhỏ làm mới xấu đâu, hay một chỗ tiệm tóc làm mới xấu thôi nha mọi người, tùy theo tay người của mỗi người thôi á, chứ không phải mà ai làm đẹp cũng phải coi cặp mắt cái người thợ đó có thẩm mỹ hay không mới quan trọng nha mọi người. Cái người đó làm đẹp bên đó thì cặp mắt ta không có thẩm mỹ, người ta làm bạn cũng vẫn xấu như thường thôi, đó là như vậy đó. Tiếp tục mình nói về cái môi thâm nha các bạn, mình chuyển chủ đề chuyển chủ đề nha. Nói về môi thâm bây giờ đơn giản, nếu các bạn nào mới đi phun xăm thì mình nhắn lại một lần nữa, các bạn nào mới đi phun xăm về các bạn cứ nghĩ đơn giản, rất đơn giản, thì các bạn cứ ăn uống bình thường. Đối với mình bây giờ mình cho khách ăn uống bình thường đó, thì các bạn cứ đợi cho đến 2 tháng 3 tháng 2 tháng rưỡi 3 tháng trở lại là môi bảo đảm nó sẽ lên màu. Còn nếu mà lên không đều nữa sau đó thì các bạn hãy đến cái chỗ đó nó người ta dặm lại. Còn cái tình trạng mà ăn uống đồ, mình thấy nhiều bạn kêu kiêng cữ đồ, kiêng tùm lum thứ, kiêng nào là bò, nào là rau muống, rau lang đồ, nó lên sẹo rồi. Không có đâu các bạn, bây giờ tôi đi nhẹ lắm, không lên sẹo đâu nha, không lên sẹo nha các bạn, mình nhấn lần nữa, không lên sẹo. Đi lên sẹo rồi chắc có lẽ là các bạn xui lắm, các bạn gặp các bạn nào mới vô nghề á không biết á, thì cái đó tình trạng nó có đó mọi người. Mình thấy lên mạng ầm mà cái chắc đó là có, mới vô nghề á thì người ta đi mạnh tay quá chắc thành ghẻ rồi, chắc có lẽ là có đó. Còn đi mà gặp mà chỗ nào mà ta phun đúng nghề của người ta, ta đi là nó bong ra một lớp bình thường, không có ghẻ cấp gì ở đây đâu mọi người ơi. Kể cả các bạn sợ nó uống nước nhiều vô, các bạn vệ sinh môi ăn xong kệ bạn nào kỹ á. Còn nữa mình nhấn mạnh cái các bạn nào muốn kỹ hơn nữa, các bạn theo uống nước kháng sinh nha. Bạn nào mà sợ, mình đang nói những các bạn sợ đối với mình thì mình cho khách mình tiện ra bình thường nha. Còn mình đang nói những bạn nào mà sợ á, sợ mà bị thâm á, trước khi các bạn đi phun xong các bạn hãy uống một liều kháng sinh trước đi các bạn. Ra nói là uống liều kháng sinh trước đi rồi bạn tính phun xăm, hay bạn uống phun xong rồi các bạn về nhà các bạn uống hai ngày kháng sinh cho mình là bảo đảm môi mình an toàn tuyệt đối luôn, không bị gì hết trơn. Giờ uống nước nhiều vô cho mình là được, nước thôi, nước lọc thôi đó. Nói chung là cái video tới đây mình kết thúc nha mọi người, mình chia sẻ về mình ít quá mà mình lên đây mình nói chút xíu đó, và mình chia sẻ về môi thâm của các bạn nào mà mới phun xăm về. Đối với mình nhắn lại, đối với mình là không có ghi gì nha mọi người, cứ bình thường mình ăn uống bình thường, sau 2 tháng nó sẽ lên màu bình thường thôi, các bạn đừng có lo. Hoặc là mới 10 ngày 20 ngày 30 ngày hay là hơn 30 ngày 40 ngày chưa đủ 2 tháng thì vẫn còn thâm cũng là bình thường thôi nha các bạn, hãy yên tâm nha. Mình sẽ kết thúc video vào đây nha các bạn, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, bye bye.